Chào mừng các bạn đến với Kiếm Tiền YouTube 2019. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái hộp thoại đăng ký kênh YouTube của chính mình. Thì tạo hộp thoại đăng ký thì nó sẽ ra như thế nào? Các bạn có thể xem. Cái này mình đã làm sẵn rồi. Bây giờ bạn sẽ dán nó vào cái trình duyệt. Khi các bạn dán vào, nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại nhỏ nhỏ ngay chỗ này. Nó có để là bạn có chắc chắn muốn đăng ký kênh này không? Thì các bạn bấm vào đăng ký là được. Nhà mình tạm tắt nó đi nha. Và cái hiệu quả của cái việc tạo hộp thoại YouTube này là gì, mình chia sẻ cho các bạn như sau. Hộp thoại khi người ta bấm vào cái kênh mình, nó sẽ hiện ra một hộp thoại nhỏ nhỏ giống như vậy. Và người ta có thể bấm vào xác nhận, bấm vào cái đăng ký. Thì có những người ta không biết á, người ta sẽ bấm vào, còn không thì người ta bỏ qua cũng được, không có vấn đề gì hết. Khi người ta vào xem cái kênh của mình á, người ta thấy hay, bổ ích thì người ta sẽ bấm đăng ký và đăng ký và like cái video kênh của mình. Mình làm như vậy á, mục đích chính á, là những bạn nhỏ trẻ tuổi thanh thiếu niên á, người ta không biết, thì người ta khi mà người ta vào kênh mình thì người ta sẽ bấm vào cái phần đăng ký đó. Giống như là nói theo kiểu mà nó thô thiển là cái này là mình dụ người ta bấm đăng ký kênh của mình, là mình tạo cái hộp thoại đó ra là mình dụ người ta. Đó là một cái kinh nghiệm làm YouTube. Còn ví dụ như bây giờ bạn up xong một cái video rồi, khi đã chỉnh sửa xong xuôi hết, hoàn thành hết rồi, các bạn đi qua tương tác với những cái kênh khác cùng chủ đề và nội dung. Khi qua đó, các bạn thường thường mình thấy rất là nhiều bạn vào comment xong là bát luôn nguyên cái link này, bát luôn nguyên cái link dài thòng lòn này vô nè. Là khi mà các bạn bát vô như vậy á, thì YouTube nó sẽ cho bạn là một cái lỗi ban. Cho nên tuyệt đối các bạn không nên làm như vậy. Cái lỗi ban á, nó vô cùng quan trọng trên cái hành trình kiếm tiền YouTube của các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách rút gọn cái link kênh của các bạn lại. Thường thì cái này đâu có nhiều người chỉ cho các bạn đâu, đúng không? Nhưng mà cũng có người chỉ, nhưng mà các bạn tìm không ra, thì hôm nay mình chỉ các bạn luôn. Các bạn muốn tạo hộp thoại á, như khi nãy mình vừa làm á, mình vừa mở lên cái hộp thoại nhỏ nhỏ, thì các bạn chịu khó các bạn ghi cái dòng như sau như đây. Rồi mình ghi hỏi, rồi sub gạch dưới confirmation bằng 1. Và một cái đoạn ngắn này đó, nó sẽ tạo ra một cái hộp thoại nhỏ nhỏ để kêu gọi người khác đăng ký kênh của mình. Rồi bây giờ các bạn có thể copy luôn nguyên cái dòng này luôn, và mình đi rút gọn cái link này lại, để sau này mình có đi tương tác với những kênh khác á, mình sẽ có một cái link rút gọn chất lượng để comment trên một cái kênh của người ta mà không phải dính lỗi ban. Thì các bạn copy xong cái phần này, các bạn sẽ vào cái trang bit.ly, đây mình có sẵn rồi, bit.ly.com. thì cái giao diện của nó sẽ như thế này, có chữ bit.ly đây. Các bạn nhìn quan sát trong cái phần short text này là phần ngắn á, hoặc là mình kêu là rút gọn cũng được. Các bạn paste cái phần mình vừa copy lại.
Đây, nó sẽ cho ra một cái dòng nhỏ này. Mình bấm vào copy rồi mình lưu lại ở đâu đó trên cái máy tính của mình, để sau này khi mình làm xong, ví dụ như mình up xong cái video lên, up xong một cái video rồi xong mình giới thiệu cái link của mình, rồi mình paste cái dòng nhỏ nhỏ đó vô, để khi người ta bấm vào người ta tự đăng ký kênh cho mình. Còn không thì mình đi kênh khác rồi mình để lại một cái comment. Nhưng mà các bạn nên nhớ, mình đi comment dạng BA BR. Trên những cái kênh khác thì các bạn nhớ lựa chọn những cái câu nào mà nó tế nhị thôi, rồi mình để lại một cái đường link nhỏ đó thì sẽ không bị mắc lỗi là ban comment của Google nữa nha. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn một vài cái mẹo nho nhỏ khi các bạn làm YouTube thôi. Có rất nhiều người biết mà cũng có rất nhiều người không. Rồi bạn nào biết rồi thì thôi, còn bạn nào chưa biết thì bây giờ biết, thì các bạn cứ nên học hỏi thêm một ít cái thông tin mà mình vừa truyền đạt. Khi các bạn xem xong video này á, các bạn thấy kênh hay hoặc là bổ ích á, các bạn ngại gì mà không cho mình một sub và một like để mình có động lực làm và phát triển cái kênh này. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và những video sau mình sẽ hướng dẫn chuyên sâu hơn về vấn đề mà up video, rồi phần tiêu đề, phần mô tả, phần thẻ tab, rồi phần danh mục, vân vân và vân vân. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt.